lại. Dạ em Phúc, nhà lưu trú Thủ Đức, cùng em Nghĩa Kết Nối Yêu Thương xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và kính thưa quý cô chú anh chị thân mến, ngày hôm nay ngày cuối tuần thì rất đông quý vị khán giả đến bày tỏ bản thân mình đến chương trình Kết Nối Yêu Thương. Thì một lần nữa em Phúc đại diện anh em chương trình xin kính chúc quý cả nhà ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ em cảm ơn anh hôm nay đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Dạ anh ơi, em nhờ anh là giúp giùm em để gửi đến quý vị khán giả thân thương, giới thiệu về bản thân mình cũng như là anh từ đâu đến, năm nay anh được mấy mươi và anh tên gì, em mời anh. Cũng xin phép mời lời mời của Nghĩa. Mình tên là Phạm Nhân Hùng, năm nay là 58 tuổi. Mình cũng xin chào tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần. Dạ cảm ơn anh Hùng hôm nay đến với chương trình để mình bày tỏ bản thân. Dạ anh Hùng ơi, anh Hùng giới thiệu thêm giúp em là khi mà anh em mình trò chuyện đó, anh Hùng cởi mở về bản thân mình thì quý khán giả và đặc biệt hơn đó là quý chị xem qua mới hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của mình đó anh Hùng. Nên chính như vậy em nhờ anh là chia sẻ thêm giùm em về tình trạng hôn nhân gia đình của mình để gửi đến quý vị. Dạ anh là tên là Phạm Nhân Hùng, quê là ở Nha Trang, sinh 1965. Anh có một cái nguyện vọng là tìm một người để về nương tựa tuổi già và công việc làm ăn. Dạ anh giới thiệu giúp em tình trạng hôn nhân gia đình của mình anh. Cái hôn nhân gia đình của mình đó là ngày xưa cách đây khoảng năm mình 29 tuổi có kết hôn. Kết hôn đến năm 39 tuổi thì mình ly hôn. Hai vợ chồng cũng không có con. Hiện tại mình cũng đang sống độc thân. Wow. Hiện tại là anh Hùng là mấy chục năm vừa qua là mình không có người con nào luôn. Không có con. Trời đất ơi. Dạ là hiếm muộn anh ạ. Hiếm muộn do mình chung thủy. Dạ cho bà xã ha. Cho bà xã. Rồi thời gian chung thủy đó thì công việc làm ăn nó không có suôn sẻ. Rồi dạ. Vợ mình mới đi ca, đi hát, nhảy đầm. Rồi bây giờ vợ mình cũng thành đàn ông rồi. Dạ, dạ. Thay đổi giới tính đó. Thay đổi giới dạ. Tính, đúng rồi. Cảm ơn anh Hùng giới thiệu bản thân của mình. Trong cái thời điểm mà anh Hùng chia tay với bà xã, thời điểm đó chắc là anh hơn 30 tuổi. Anh 39 tuổi rồi. 39 tuổi thì năm nay là anh được 58, thì cũng thời gian dài mười mấy năm anh Hùng hả? Đúng rồi. Là mình có bước thêm bước nào thôi anh Hùng à? Mình cũng có quen nhưng mà trong cái tìm hiểu không hợp. Tìm hiểu nó không có hợp với cái mỗi người có mỗi cách sống riêng. Dạ. Thì mình cứ ở vậy lo làm ăn. Dạ. Hiện tại là anh Hùng mình đang làm cái công việc gì anh? Anh cũng là kinh doanh bên chả cá, lấy từ Nha Trang, lấy lò ở nhà ăn cháo đó. Yeah. Vô tới đây mình bỏ sỉ rồi bán lẻ. Rồi thời gian còn rảnh thì khoảng 7 giờ rưỡi đến 8 giờ đó là mình đi nấu ăn cho công ty. Đến 1 giờ mình nghỉ. Dạ, mình vừa hợp đồng nấu ăn bên công ty, rồi mình vừa là đại lý bỏ chả cá ha anh. Đúng rồi, đúng rồi. Thì là cái công việc mà hiện tại giờ là em nghĩ là có một mình anh mà hai công việc đó thì cuộc sống chắc cũng là tạm được gọi là ổn đó. Thì cũng nói chung là cũng đủ sống. Dạ. Nói chung thì có một mình mà em nghĩ ăn uống không đáng bao nhiêu. Không ăn uống thì bên công ty hết rồi. Dạ. Mình ăn trưa rồi còn mình đem dạ. Về chiều mình ăn không có tốn không nào. Dạ. Hiện tại là nhà anh Hùng ở đâu anh? Anh nhà anh gốc anh là ở Nha Trang, ngã ba Thành. Dạ. Rồi hiện nay là anh làm việc ở Bình Dương. Anh làm việc ở Bình Dương. Dạ. Là trong này là mình làm việc mình ở lại bên công ty luôn hay là sao? Không, anh mướn nhà trọ ở cho thông thả. Dạ. Thì là em nghĩ cũng gần lấy thiêu quá hả? Không, dưới này nữa, 38 gần năm bà qua anh đó. Năm qua Bình Phước quẹo vô tí hả? Đúng rồi, Bình Phú đó quẹo vô. Nó nằm qua khỏi bệnh viện Hạnh Phúc một tí anh ha. Đúng 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 rồi. Dạ. Dạ, dạ một lần nữa em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức chương trình Kết Nối Yêu Thương cảm ơn anh Hùng hôm nay đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương bên em để bày tỏ bản thân của mình tìm lại một nửa yêu thương. Dạ anh Hùng năm nay là 58 tuổi thì cái tiêu chí của anh Hùng để tìm lại một nửa yêu thương của mình tìm một chị gái cái độ tuổi khoảng bao nhiêu để phù hợp với anh ạ? Anh coi kênh của hai em á, anh có thấy một người là cũng phù hợp với cái
cách làm ăn và cái bản tính cũng vui, cởi mở và khuôn mặt cũng phúc hậu. Thì anh cũng quyết tâm đến đây để thông qua với hai em cho anh kết nối với cô này. Dạ, anh có thể là cho em được biết là cái cô đó là hiện nay đã lên trên kênh em rồi. Dạ, kênh cô đó đã lên kênh của em rồi. Dạ, tên gì anh? Là Ngọc Lệ. Ngọc Lệ, cô Ngọc Lệ bao nhiêu tuổi anh ạ? 55 tuổi, tuổi Dậu, sinh 1969. Cô Ngọc Lệ 55 tuổi là phải cô đó ở Bình Dương không ta? Không, ở Đồng Nai. Đồng Biên Nai. Hòa. Làm như hôm nay là cô Lệ có lên nè. Làm gì có hẹn với Nghĩa cô lên đó. Thì anh em mình ngồi trò chuyện đây. Thì tí nữa thì có lẽ là chị cô Ngọc Lệ lên thì chú gặp đâu anh gặp trực tiếp để ngồi trò chuyện. Đúng sau rồi. Đó mình nhận thông tin với nhau để tìm hiểu. Và em cũng xin thưa với anh Hùng là gì, em là Phúc còn Nghĩa, em đứa em của em là Nghĩa, hai anh em của em á làm cái nhịp cầu nói về chương trình Tôi Nói Yêu Thương á là cái nhịp cầu nói nho nhỏ thôi, còn để mà hai anh chị mà tìm hiểu á, mà để mà tiến sâu hơn, ví dụ mà mình được đủ duyên á thì tiến đến hôn nhân gia đình á, và cảm thấy không đủ duyên thì xem như bạn bè, và để tìm hiểu sâu sắc hơn nữa hai anh chị chịu khó có trách nhiệm giùm em là hai anh chị tìm hiểu nha. Còn tụi em chỉ là cái nhịp cầu nói thôi. Anh đồng ý không ạ? Đúng rồi, cái này là do hai người về bản chất thông qua với nhau. Đúng và tìm đó. Hiểu đến nhau. Dạ. Đó là cái tình cảm riêng tư. Còn hai em thì chỉ đến đây với hai em là để làm cái nhịp cầu. Dạ. Cho anh chị gặp được nhau. Có cái hạnh phúc sau này. Cái hạnh phúc là tụi em không dám hứa anh hạnh phúc cái là... duyên dạ. Anh nói còn cái duyên dạ. Thì sẽ gặp cái hạnh phúc. Em cũng đặt một câu giả thiết như này, ví dụ là anh không đến chương trình bên em mà anh đi một cái tiệc cưới dạ hỏi bất cứ nơi đâu, thì anh thấy anh cảm thấy một cái cô đó, một người bạn của anh có giới thiệu tôi thấy cô đó dễ thương quá, anh Hùng làm xem tìm hiểu thử, thì anh cũng phải tự có trách nhiệm của mình tìm hiểu xem có đủ duyên hay không. Thì bên em nhịp cầu nói nó cũng tương tự lại vậy, bên em chỉ là cung cấp cho anh cái số điện thoại và hẹn cho anh chị gặp nhau. Từ đó về sau hai anh chị chịu khó giùm em tìm hiểu về tình trạng hôn nhân gia đình, rồi họ hàng hai bên, rồi cảm thấy đủ duyên để tới hôn nhân hay không. Thường khi mà những anh em làm nhịp cầu nói với anh em á, mà anh chị mà đủ duyên đó thì tụi em mừng lắm, mình cảm thấy mình thực hạnh phúc được cái phước đó. Rồi nếu mà cảm thấy không đủ duyên thì anh chị xem nha là bạn bè. Và ở đây tụi em cũng không có dám nói một cái điều là đến bên chương trình bên em là sẽ được hạnh phúc thế này thế kia, không dám. Tại vì anh Hùng nghĩ đi, đôi khi đó anh cũng gãy đổ vỡ rồi, anh hiểu vợ chồng sống với nhau mấy chục năm chờ, đôi khi hết duyên còn phải chia tay. Nói chi là đến tới chương trình em có một hai lần, làm sao mà tụi em dám cam đoan là hạnh phúc được. Đúng rồi. Đúng không anh? Đúng rồi. Chỉ là một cái người đưa thư thôi nha. Dạ. Anh rất cảm ơn hai em trong cái nhịp cầu nói này. Dạ. Em cũng thưa với anh Hùng là gì, là ngày hôm nay anh Hùng đến chương trình Kết Nối Yêu Thương bên em là anh cũng có bày tỏ, anh giới thiệu về bản thân của mình và tình trạng hôn nhân gia đình rất là rõ ràng trên cái phần video, và cũng có để ý một cái cô ở trên kênh. Thì cái thông tin đó tí nữa anh em sẽ cung cấp cho anh, cũng cầu chúc cho anh sớm để tìm hiểu và hòa hợp với nhau, hai trái tim cùng chung một nhịp đập, để vun đắp lại những cái tháng ngày mà anh Hùng thiếu đi cái hạnh phúc từ người phụ nữ thân yêu của mình anh nha. Rồi anh cũng xin phép là cảm ơn hai em rất nhiều. Dạ. Trong thời gian làm việc tại đây. Dạ. Thì để anh cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng, nếu mà tôi có nói chuyện nó hơi sai thì thông cảm bỏ qua. Để anh dẫn chúc cho hai em cứ làm dịp cầu nói để cho những người mà cô đơn đó gặp lại, để có một cái hạnh phúc về tuổi già. Dạ, cảm ơn anh Hùng. Dạ anh Hùng ơi, thì tí xíu nữa là có lẽ là anh gặp một cái cô mà anh đang có ngỏ ý trên kênh em. Dạ. Thì trước khi gặp anh có lời gì thông mô video ngày hôm nay gửi lời chúc đến cô hay là ngỏ ý đến cô em mời anh ạ? Thì cô Lệ, cô Ngọc Lệ, nếu mà cảm thấy tìm hiểu mà phù hợp á thì anh xin nói một lời là cho anh cơ hội để kết nối được với cô này. Dạ.
Dạ, anh Hùng có thể chia sẻ thêm giúp em đó. Trên cái đoạn video mà em chia sẻ về câu chuyện của cô Lệ để là tìm lại một nửa yêu thương, thì trên cái đoạn video đó, cái đoạn video mà làm cái đoạn nào mà làm cho anh ấn tượng đến cô mà hôm nay anh đến với chương trình để tìm hiểu cô? Cái ấn tượng nhất là cô này là chồng móc. Dạ. Cái thứ hai nữa là con người biết lo làm ăn. Dạ. Thì anh đang kiếm một người biết lo làm ăn và có một cái nụ cười khuôn mặt phúc hậu. Dạ. Anh cảm nhận được. Còn về cái vấn đề mà tài sản thì cái đó anh không quan trọng, tại anh dư. Anh dư cái đó, anh dư. Nói chung là quan trọng là anh chị họ hiểu nhau đó. Hiểu nhau để thông cảm, để chia sẻ, để nhường nhịn mà xong. Dạ. Nói chung nó có nhiều cái cuộc hôn nhân gia đình đó anh Hùng. Có lẽ là anh lớn tuổi anh em thì anh cũng là chứng kiến qua nhiều cái hôn nhân gia đình của anh chị khác. Có nhiều anh chị là nhà cao cửa rộng đó. Nói chung là nhà là chỉ thiếu tình cảm thôi chứ không thiếu gì hết đó. Đúng rồi. Nhưng mà cũng đâu có mang được hạnh phúc đâu. Đúng rồi. Đó cái duyên. Nhưng mà đôi khi anh đồng ý là mình đủ ăn. Nói chung đủ ăn để là đủ mặc đủ xài. Nhưng mà cộng thêm cái hạnh phúc nữa, cái điều đó thì em nghĩ là ai cũng đều phải cần nữa. Cái đó là cái tuổi để mình hưởng cái hạnh phúc đó. Dạ. Với hai nữa là với anh á, xin lỗi tất cả cộng đồng mạng, với anh là tự hai bàn tay anh làm ra đồng tiền, anh quý trọng. Còn về tiền người khác cho anh thì anh nói xin lỗi, không bao giờ anh cần. Dạ. Cái đồng tiền mà mình làm ra từ mồ hôi nước mắt của mình rất là quý. Dạ. Dạ em cũng thưa với anh Hùng là gì, anh Hùng ngày hôm nay đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương là để bày tỏ bản thân của mình. Anh Hùng có đồng ý cho phép em sử dụng hình ảnh lời nói của anh cái video ngày hôm nay để em đăng tải trên thông tin cộng đồng không ạ? Được chứ, bình thường. Tại vì mình là người thẳng, việc thẳng, mình không sợ gì hết. Em cũng thưa với anh Hùng là gì, mỗi anh em làm truyền thông thì có một cái suy nghĩ, cái tính cách khác nhau. Như bên em á, là không phải mà nhân vật nào đến bên văn phòng em mà tự động tụi em xách máy quay hình đâu. Đúng rồi. Anh ví dụ anh Hùng đến đây, anh Hùng cảm thấy không quay hình, anh Hùng ngồi chơi trò chuyện tới chiều hết giờ đi về và tụi em vẫn vui. Khi tụi em ghi hình bất cứ một nhân vật nào, tụi em sử dụng hình ảnh là đăng trên thông tin cộng đồng, là trước tiên là tụi em phải được xin phép nhân vật đồng ý. Tại vì khi đồng ý là anh đến chỗ em nhưng mà mình sử dụng hình ảnh của người khác không được sự đồng ý thì nó sẽ sai nguyên tắc truyền thông. Đúng rồi. Đó. Nên là khi mà em đồng ý là anh đến đây là em biết rằng là anh cũng có ý nguyện để mình chia sẻ thông tin. Nên đôi khi có nhiều cô chú anh chị á là cũng ít tiếp xúc với truyền thông, cũng chưa nắm được một phần. Sau khi đăng cái thông tin lên thì chắc chắn một điều, không phải riêng anh và tất cả cô chú anh chị, cũng có một phần quý vị á, trên cộng đồng mạng cũng để lại là chúc phúc, rồi chúc sức khỏe, chúc cho anh trăm năm được hạnh phúc, chúc cho anh sớm tìm được một người thương. Cũng một phần trái chiều lại là để có thể những cái comment làm cho anh cảm thấy không được vui đó. Nên là trước khi mà em đăng cái đoạn video này thì em cũng trình bày qua những cái nội dung và những phần comment tương tự như thế, thì anh có chấp nhận là để cho em đăng cái thông tin hình ảnh của anh, video của anh ngày hôm nay trên thông tin cộng đồng mạng và những cái bình luận trái chiều, anh có chấp nhận không ạ? Anh chấp nhận chứ, để xã hội mà. Dạ. Muốn bình luận sao cũng được, còn riêng bản thân mình chứ đường đường chính chính mình đi. Dạ. Tại vì anh, khi mà em sử dụng hình ảnh đó, thì em cũng chia sẻ một phần qua để cô chú với anh để mình nắm qua được cái câu chuyện, để sau này là tránh cái trường hợp cũng như là nói sao bữa trước tôi đến nó đang ngồi hai anh em mình ngồi trò chuyện vui vẻ mà hôm nay sao thấy bình luận anh khó chịu quá. Thì khi mà em sử dụng tất cả hình ảnh của một nhân vật nào em đều tư vấn qua hết, bản thân anh em ghi hình vẫn bị mà vẫn có cái chuyện cái bình luận đó. Anh cũng xin phép Phúc Nghĩa. Dạ. Không sao cả, tại vì xã hội người mỗi người mỗi ý. Dạ. Thì như thế nào cũng được, nhưng mà quan trọng cái là cái bản thân của mình có chính xác. Dạ. Hay không. Em cũng thưa anh Hùng là vậy, đôi khi những cái phần comment mà bình luận của quý cô chú anh chị cũng có những cái dòng comment rất hay, đôi khi cho mình thêm cái kiến thức và đôi khi cũng cho mình thêm áp lực. Dạ, không sao hết. Anh thấy là rất là bình thường, tại vì cuộc sống mình sống cho mình chứ không ai sống cho mình hết. Dạ em thưa anh Hùng là thời lượng video đến đây anh Hùng có chia sẻ gì thêm không để em tạm khép lại chương trình? Thì đến đây cũng là
không còn gì để nữa mà chia sẻ, nhưng mà anh thì thật sự độc thân. Dạ. Không vợ, không con. Không vướng bận gia đình. Không vướng bận gia đình. Công việc làm ổn định. Công việc làm ổn định. Nó rõ ràng như vậy. Dạ. Còn về cái vấn đề mà nhà cửa thì anh có nhà có cửa ở Nha Trang. Dạ, nhà riêng mình rồi đến Thanh Hà. Không, nhà thì cũng ở chung nhưng mà nhà hai tầng. Dạ. Dạ. Ở chung với gia đình là ba mẹ anh à? Không, cha mẹ anh mất rồi. Còn lại có ba chị em thôi, bốn chị em thôi. Dạ, anh Hùng là thứ mấy? Anh đến thứ 10 lần. Nhà đông. Nhà đông lắm, anh là 10 lớn mà. Đâu, năm nay mà anh 58 mà anh thứ 10 là hai bác ở nhà chắc lớn tuổi lắm rồi. 100 mấy tuổi rồi, đó. Mất rồi. Nhưng con cái là cũng chết hết á. Dạ. Đó. Hai bác chắc là mất cũng lâu hả? Mất lâu rồi, cũng mười mấy 20 năm rồi. Dạ. Bây giờ còn có mấy chị em mà hai bà chị cũng không có chồng. Dạ. Thằng em út bây giờ nó cũng chưa có vợ. Dạ, 48 tuổi rồi. Dạ. Cái cuộc sống nói chung là cũng ở ngoài đó sống rất là thoải mái. Nhưng mà làm nó không có bằng tiền như ngày xưa. Còn du lịch ở Nha Trang. Dạ. Hôm nay là hết du lịch rồi. Nên là anh mới vô đây để tái tạo cái công việc cho nó đồng tiền nó nhiều một chút. Dạ, nói chung là mình ở nơi nào mình làm mà có cuộc sống để mình lo được bản thân thì mình ở chứ. Còn ví dụ sân này mình dư giả nhiều nhiều, mình về quê mình hưởng thụ. Đúng rồi. Ở trong này một mình cũng buồn lắm. Nhưng mà đúng vì rồi. Cuộc sống với hai nữa là mình cũng ngủ sớm để sáng còn đi buôn bán. À, em nhớ cái thời điểm mà sinh viên của em ở trọ nên cái cảm giác em hiểu được. Những cái ngày mà thứ bảy chủ nhật đó, tức là những ngày đó là anh chị làm công nhân đi làm về sớm, thứ bảy nhật về sớm mà. Đúng rồi. Một phòng thì có vợ có chồng, còn một phòng thì có con có cái, còn mình nằm chèo queo đi qua đi lại thấy cái phòng mình ăn cơm có mình nè, phòng kế bên ăn cơm có vợ có chồng, em nói anh nhìn muốn rớt nước mắt. Điều hiu lắm. Dạ. Nên là em hiểu được cái nỗi cô đơn của cô chú anh chị. Cũng chịu đựng được chứ bây giờ mà có đòi cũng đâu có được. Dạ. Tự duyên nợ. Dạ, tự tìm lấy cái niềm vui cho mình vậy. Dạ. Dạ, có lẽ là một lần nữa là thời lượng video đến đây em xin tạm khép lại và cũng xin kính chúc anh Hùng một ngày sớm nhất mình tìm lại một nửa yêu thương để vun đắp lại tình yêu thương. Và cũng xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và hạnh phúc. Và kính thưa quý cô chú anh chị thân mến, và trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức về âm thanh, hình ảnh, lời nói không được lưu lót, cũng mong quý cô chú anh chị để là phần comment hướng dẫn anh em sẽ đọc những phần comment cô chú anh chị dạy bảo để ra những cái đợt video chất lượng hơn, không phụ lòng cô chú anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Quý cô chú anh chị xem video cũng đừng quên bấm cho anh em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ để anh em có động lực ra nhiều video mới gỡ đến quý cô chú anh chị. Quý cả nhà thân mến, đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hoặc tìm người thân tắc lạc, vui lòng đến địa chỉ quốc lộ 1A, chợ đầu mối Thủ Đức, văn phòng Kết Nối Yêu Thương, anh em hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Và một lần nữa trước khi em kết thúc video, anh Hùng chia sẻ giùm cho em đó. Từ khi anh biết chương trình bên em đến ngày hôm nay anh đến ghi hình, anh có phải tốn một cái khoản tiền chi phí nào để cho em và Nghĩa ghi hình Kết Nối Yêu Thương không ạ? Cái đó không có rồi đó. Dạ, em không cảm có ơn tốn anh. Một đồng nào hết. Dạ. Tới đây là có càng thêm có một cái sự vui vẻ nữa. Dạ, em cảm ơn anh Hùng. Tại có những ngày gần đây đó anh, thì khi mà làm truyền thông cộng đồng mà thì cũng có những cái nguồn dư luận rồi cạnh tranh này kia đó anh, rồi các bạn đưa những cái thông tin bên em nó không đúng sự thật, nên là những đoạn video gần đây tất cả em ghi hình là em hỏi về vấn đề anh chị có phải tốn tiền chi phí bên em hay không. Và cũng thưa với anh Hùng là gì, không phải riêng anh Hùng không tốn mà tất cả cô chú anh chị quý bạn trẻ đến đây ghi hình mà Kết Nối Yêu Thương không phải tốn một cái khoản chi phí nào đến với chương trình trong suốt cái thời gian chia sẻ. Và có cho đi nữa tụi em cũng không nhận, đó là cam kết. Ví dụ anh chị nào mà chứng minh em nhận chỉ cần 1.000 Việt Nam đồng cho đến số tiền lớn, hiện nay cái ngôi nhà mà anh Hùng đang ngồi với em đây là căn nhà của em sẽ đền bù cho một căn nhà 300m² tại thành phố Hồ Chí Minh em đang sở hữu. Em cam kết nếu em nhận 1.000 nào mà tiền chương trình Kết Nối Yêu Thương để ghi hình mà tìm một nửa yêu thương của mình phải chi phí cho tụi em cam kết em là Phúc trên kênh YouTube Phúc Nhà Lưu Trú Đức hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không, em nói đúng rồi. Cái em không có nhận một đồng nào của một người nào hết. Ngoài ra là không có nhận một đồng nào hết. Anh rất là cảm ơn em trong cái chương trình của em làm Kết Nối Yêu Thương cho tất cả anh chị em đã bị đổ vỡ. Dạ, em cảm ơn anh cũng rất nhiều. Dạ, em chào anh.